Xin chào anh chị em nha, thì em tên là Sinh, em thì chuyên giao lưu đồng hồ để bàn cho tường của Nhật nha anh chị em. Hôm nay thì em xin giới thiệu anh chị em là cái con đồng hồ theo tường gỗ thùng Seiko nha anh chị em. Con này rất là đẹp sang luôn. Thì hình thức con này là hàng mới chưa sử dụng nha anh chị em. Chủ mua là trên 10 năm rồi nhưng mà chưa sử dụng, còn nguyên mới luôn. Đó. Thì chỉ cái này chỉ thiếu cái thùng thôi nha anh chị em. Đó, hàng chỉ thiếu cái thùng thôi. Hình thức là xin lỗi là mới luôn nha anh chị em. Đó. Thì xin giới thiệu kích thước của nó trước là ngang là 31, cao là 79 nha anh chị em, chiều rộng là 12. Đó, con này rất là cao và to nha anh chị em. Đây quay ngang cho anh chị em. Đây. Rất là cao to nha anh chị em. Nó thì hình thức cái con này là cái kiểu dáng nó nhìn rất là sang nha anh chị em. Đây nó có cái máy vòm đây nè, nhìn rất là sang. Đây cái máy đây, dưới đây nó có cái đế ha. Bên hông thì nó kiểu như nó dài nhưng mà nó cũng không có dày nha anh chị em. Nhìn treo tường rất là sang. Đó. Thì cái này là mặt kính. Mặt kính nó thiết kế kiểu như là những cái đường cắt của kim cương vậy nha, nó kiểu như băng 3D vậy đó. Thì con này giá theo xưởng là 50.000 anh chị em, chưa thế. Thế là 55.000 đó. Tầm cái tức là cái tuổi đời đó cũng khoảng là trên 10 năm nhưng mà giá tầm là trên 50.000, anh chị em cũng biết cái giá trị của nó nha. Thì tiếp theo thì em xin giới thiệu là cái con này là sử dụng là máy là một pin đại nha anh chị em, sử dụng một pin đại, rõ là bằng hai gông và hai chuông. Đó. Thì con lắc đây là con lắc này nè. Thì con lắc này đặc biệt là nó không có xài bằng cái 500 nha anh chị em. Cái này xài bằng cơ luôn, tức là bằng cái bánh răng của những cái máy đồng hồ cơ luôn đó. 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 Đó, con này đặc biệt cái con lắc nó như vậy nha anh chị em. Này chiếu gần cho anh chị em, cái màu đỏ rất là đẹp nha, cái màu gỗ. Màu gỗ thịt đỏ rất là đẹp, nhìn rất là giá trị luôn. Thấy không? Đó. Đây quay từ xa lại cho anh chị xem. Anh chị em thấy nó rất là cao to, nhìn rất là sang nha anh chị em. Cái kiểu cái máy vòm nó có cong, nó vuốt ra hai bên nhìn rất là đẹp. Thì cái này là cái mặt số là mã luôn nè. Hai cái kim nó màu vàng, nhìn rất là cứng cáp nha anh em. Mà đây nó có cái gì vàng nữa. Đó, nhìn rất là sang. Thì tiếp theo thì xin hỏi cái nắp ra cho anh em xem. Để xuống. Đây. Ở trên đây nó có cái công tắc là tắt chuông nha anh em. Đó. Anh chị em thấy không, còn rất là mới luôn nha. Thì như em đã giới thiệu thì con này là chưa sử dụng. Thì ở đây nó đây là cái miếng để cố định cái gông lại nha anh chị em. Đó. Thì này nó đến 7 giờ thì nó báo chuông nha anh chị em. Thì cái đây là coi cái này là cái nắp pin ở đây nha anh chị em. Đó. Thấy không? Đó. Nhìn cái kim nó rất là đẹp và cái gì nha anh chị em. Đây. Nói thì con này em không có lau, tức là nó cũng có bụi một phần nhưng mà em không có lau, em để nguyên luôn. Đó. Hàng mới chưa sử dụng. Thì em xin test lại cái âm thanh nó cho anh em nghe thử nha. Con này thì nó một tiếng nó báo giờ một lần nha anh chị em, bao nhiêu giờ thì báo bao nhiêu tiếng. Đó. Âm thanh nó rất là trong vang nha anh chị em, nó có độ vang nha. Thì em test một lần nữa cho anh nghe thử. Thì 9 giờ nó gọi 9 tiếng. Thì cái này là như nãy em đã giới thiệu anh chị em là chỗ đây, chỗ con lắc này để nó hoạt động thì anh chị em phải kiểu như là phải bật chớn cho nó nha anh chị em. Đó, tại vì nãy em đã giới thiệu anh chị em là nó sử dụng như là cái cơ bánh, nó sử dụng bằng bánh găng bằng đồng cũng như những cái máy cơ luôn á. Con này đặc biệt là cái con lắc nó sử dụng như vậy nha anh chị em. Đó, đây xin quay gần lại cho em xem. À, cái màu gỗ nâu, xin lỗi màu gỗ đỏ có những cái đường vân rất là đẹp nè. Cái này là gỗ thịt luôn nha anh chị em. Đây. Nó thì hình thức nói với con này là hàng mới chưa sử dụng nha anh chị em, chỉ có thiếu cái thùng thôi. Do chủ bảo quản lâu thì cái thùng nó bị xuống cấp. Đó. Đây là còn tem của nhà sản xuất nữa nè, 50.000 nè, chứ là chưa thế nha anh chị em. Đó thì em xin giới thiệu anh chị em về con đồng hồ treo tường của Seiko để anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn và xin chào anh chị em.